Các bạn quay trở lại cả clip tiếp theo của mình. À, anh em ạ, thì nói chung là hôm qua mình cũng nghe Tuyền nó kể lại, nó bảo hôm qua là Diễm rồi đang Ngọc và đang gọi là khó chịu với nhau. Nhưng mà mình nghĩ là cái chuyện này nó cũng chỉ có chị bình thường thôi, vì cái vấn đề mà bảo Diễm cả Tuyền gọi Ngọc là chị, nhưng mà thực chất là nó chỉ là cái câu trêu đùa thôi. Nhưng mà không biết là động vào cái dây thần kinh nào của Diễm mà để cho nó khó chịu như thế. À, nói chung là cái chuyện đấy qua đi ngạc thôi. Nói chung là đã là chị em và ở nhà cùng với nhau là không bao giờ có chuyện gì xảy ra đâu, anh em yên tâm. Đó, thì hôm nay Ngọc cũng đi tiêm Covid về nên là đang sốt, là đang ngủ trong phòng nha. Đấy nhất là hôm nay là mình có một cái ý tưởng chôn Ngọc, nhưng mà không biết là có nên thực hiện hay không anh em ạ. Thì trước mắt là bây giờ mình sẽ lên xem tình trạng của Ngọc hiện tại đang như nào, anh em thấy mà cảm giác mà khỏe người mà cảm giác vui tươi ấy, thì mình sẽ sử dụng một bàn chôn với Ngọc em nhé. Còn chôn đi nào, anh em đi với mình. Đây xem tình trạng nó nào. Được. Ngược, ra lên ngủ rồi. Ngọc ơi. Sao nóng thế nhỉ? Cứ đòi về đấy, cứ đòi đi tiêm cơ. Tiêm về cùng người mệt chưa? Thế thấy được người nhỉ? Hả? Mình đóng cửa ra ngủ nhá. Thôi không sao. Thế thấy trong người nhỉ? Về thấy trong người nhỉ? Cứ nhức đầu nó choáng, trong một cơ bắp nó thứ đau nhức. Chân này nóng này. Sốt à? Nước nóng anh khó chịu lắm. Anh xuống bảo Diễm thở gọn. À, người đã yếu rồi mới thì tiêm. Thế không dậy được à? Ngủ suốt từ sáng giờ. Nó cứ em dậy một chân tay nó cứ giã rời ấy. Đau đầu đấy á? Còn lấy cần lấy dầu gió bôi sao đầu? Em bôi rồi, em thấy cả phòng toàn mùi dầu gió. Thế ăn cơm đi, ăn cháo. Con được cơm không? Anh tắt điện cho đi ngủ nhá. Nhá. Mấy giờ rồi? Ôi, mấy giờ là làm gì? Anh chiếu. Tắt điện cho ngủ nhá. Thế bây giờ anh tắt điện cho ngủ nhá. Anh xuống bảo ơi. Gì đấy? Ai đây? Đây anh. Mở cửa, vào đây. Thế bà ông xuống nấu cơm à? Bà biết bây giờ mấy giờ rồi không? Nghe mẹ bảo anh dậy. Bảo cái gì? Mẹ vừa lấy mắng tôi đấy. Bảo từ mấy giờ rồi cũng biết được cắm cơm. Mà hôm nay đến lần lân của bà ấy. Ông xuống cắm đi. Cứ lúc nào cũng nằm ngủ đến tận bây giờ chứ không dậy. Mày có thế rồi mày vay cũng phải vào mày nói to đấy. Thì kệ em. Ai bảo mẹ mắng em tức. Bao nhiêu lần rồi. Rồi cứ xuống đi. Rồi cứ xuống nhà đi. Nay đến lịch của Ngọc nó cơm gì. Vâng. Thế thì bảo vào bảo nhẹ nhàng mà công được. Cái mày chửi nó thì em không thích. Ai bảo mẹ nói em tức. Rồi, cứ đi xuống đi. Nhanh lên xuống nấu cơm đi. Đi em sao ấy? Từ qua chưa nói chuyện nhau. Nói em không được không? Ốm này còn nấu được không? Nếu không được thì để anh nhờ nó nấu hộ được không? Không cần. Đừng có dãy. Đó, ok mọi người ạ. Đấy thì có lẽ là Diễm cũng bảo Ngọc xuống nấu cơm thì không biết là Ngọc nó đang ốm như thế, biết là nó nấu được không nha bạn. Thì bây giờ mình cũng phải xuống xem Ngọc nấu được không, cái gì phụ giúp nó chứ. Thương lắm em, nó không phải tiêm Covid về nó sốt. Mình quyết phải trông mông. Mình cứ trông vào bán, trông vào em nhé.
xuống lại được không? À, về đâu? Bố mẹ rồi nếu mà không làm được thì bảo hồ đó làm được cho con. Hồ hôn không xa đâu mà bị sợ. Sẽ giới thiệu cho anh em một cái shop bán ạc Ninh Quân Free Fire giá rẻ. Đấy là cái shop chính chủ của mình luôn. Đấy thì cái shop này là shop ductoa.vn. Thì cái link shop mình sẽ để dưới phần mô tả và dưới phần bình luận cho anh em nhé. Thì cái shop của mình ý, thì anh em chỉ cần đăng nhập ngay là anh em sẽ được tặng 10k. Đấy thì bây giờ đây là cái trang chủ của mình. Thì bây giờ mình sẽ vào mình quay thử cho anh em xem nhé. Đó. Anh em nên nhớ là chỉ cần thành viên mới đăng nhập vào phát anh em nhận được 10k miễn phí luôn để anh em vào quay may mắn. Chắc chắn là quay một phát là được ạc luôn anh em nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ quay thử đi. Đấy, quay thử cái này đi. Quay tích chẳng hạn. Đấy. Đó.
đấy, kết quả nhận 9.900 kim cương, mua X1 nhận được 9.900 kim cương đấy, mình bấm rút kim cương đấy, rồi các bạn bấm cái số lượng các bạn muốn rút rồi các bạn bấm thực hiện là được em nhé. Đấy thì anh em nào muốn mua game uy tín thì anh em cứ báo số mình nhé, không không bao giờ có chuyện là quay mà không được em nhé. Đấy, ok.